Đây là một máy xắt gạo liên hoàn này, trên là bóc gạo lứt này, trên bầu bóc gạo lứt này, dưới sắt trắng này, đường ra chấu này. Đấy, bên này ra cám. Đấy, mẫu này là mẫu hộp để bà con xem tổng thể của chiếc máy. Về ngoại hình rất đẹp, rất nhỏ gọn. Ở đây là có công tắc điện này. Đấy, công tắc điện bà con sử dụng, bà con bật lên là ok. Đèn báo điện màu xanh. Đấy, máy trong tình trạng bình thường màu xanh, còn máy có vấn đề là sẽ màu đỏ. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Đấy, bắt đầu mở thì chúng mình, chúng ta sẽ cho cái nút này ra, nó kéo ra cho nó xuống. Cái này tỷ lệ gãy của nó chỉ là 1% nhá. Đấy, bà con xem qua chất lượng cám. Đấy, cho bà con xem qua cái thiết kế bên trong. Đấy.